con đường này là đường Trần Hưng Đạo nha các bạn. Tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô và chạm nhau cách đây khoảng chừng 2 phút là mình đã đến hiện trường. Đoạn đường này có tên là Dốc và Kèo. Trước những ngày chưa làm mới con đường này thì nơi đây là một cái dốc nguy hiểm nhất của tuyến đường Dương Đông An Thới. Và hiện tại thì độ dốc chỉ còn khoảng 10 độ nha các bạn. Rồi, chiếc xe này là của thành phố Hồ Chí Minh nha. Và xe này thì của tư nhân hay là một doanh nghiệp nào đó chứ không phải của các tập đoàn xe taxi ở Hồ Chí Minh. Nhìn thấy xe là chậm mặt quá không được cả nhà. Vào lúc hai xe va chạm nhau thì mình cũng đang đi trên đường và cách vị trí này khoảng chừng 500 m, và nghe hai xe đụng nhau phát ra một tiếng rất là lớn luôn các bạn. Tại vì phức cua quẹo và kẹo nên không nhìn thấy được. Mình đến quan sát chiếc xe này xem ra sao nha các bạn. Vì vậy hai xe chạy ngược chiều nhau với vận tốc khá là lớn mới có thể hư hỏng như thế này. Hiện tại thì công an giao thông vẫn chưa có mặt nha. Khi hai xe va chạm nhau đúng vào lúc 14:40 ngày 10 tháng 4. Vâng, sự vụ sẽ được các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ sau nha các bạn.